Hello Dũng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là Dũng xin review với các bạn là đây là con xe KTM Duke 250 được trang bị option full thùng nếu mà mình đi dạng adventure đường xa. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tháo ba cái thùng sau và ba ga sau ra để cho xe trở về dạng snack mình nó gọn gàng hơn cho nhu cầu khi mà mình không có đi đường xa nữa, mình đi trong phố. Giới thiệu sơ qua các bạn xe và full thùng nha các bạn. Này, đây là xe full thùng. Dạ, mình sẽ quay cái đuôi qua. Ok, thì đây là phía sau của xe, bao gồm là thùng yên sau, hai cái thùng hông. Thùng này là 43 lít và hai thùng thông, mỗi thùng là 33 lít, thành cái túi đựng đồ vật dụng cơ bản bỏ được bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt R77 vào trong những cái bát ốc cho nó trơn tru kia rồi để mình tháo nó dễ nha các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nè. Rồi, đây là chai R77. Giờ mình sẽ xịt vào những cái chỗ ốc kia rồi bị xét của xe để mà mình dễ tháo thùng nha các bạn. Và đầu tiên mình sẽ tháo ba cái thùng ra để mà cho nó gọn gàng, sau đó mình tới mình tháo ba ga. Mình mở yên sau lên rồi dùng R77 để xịt vào những cái lỗ ốc cho nó trơn, mình dễ tháo ra những cái ten xét kia, rồi lúc mà mình rửa xe cho cá nó sẽ chóc đi. Thì trong đây là nó có tất cả là 5 vị trí để mà Dũng tháo cái ba ga sau ra. Thì đây nó có 4 con ốc của bát yên, mình xả 4 con này đầu tiên. Đầu tiên mình siết vô, siết nhẹ nhẹ vô, xong sau đó mình mới tuôn ra cho nó có độ rơ đi. Chiếc nhẹ vô thì nó sẽ bắt đầu có độ rơ. Mình mở không có hết, mình mở vừa vừa chừa lại để mà nó giữ thăng bằng cho cái trọng lượng của cái ba ga, cho dễ mở những con ốc còn lại trong xe. Okay, nó có thêm hai con ốc của ba ga, mình sẽ tháo thêm hai con đó ra nữa. Vẫn như cũ là mình sẽ siết nhẹ vô, rồi xong sau đó mình mới tuôn ngược trở lại. Nghe đây các bạn, có một con ốc xài dít ba ke mới tháo được. Thì dây điện đèn của cái ba ga đó, TV là linh kiện mình mua mình gắn thêm vô, giờ kết nối dây vô trong đây. Thì ra giờ mình phải mở góc này ra để mình banh cái dàn nhựa ra mình mới lấy được sợi dây ra. Phải đóng nhẹ nhẹ vô cho nó rơi con ốc ra mình mới vặn ra được. Ngay vị trí này là điểm tiếp nối giữa cái khung sắt của GV với lại cái đuôi xe. Đây mình cũng phải mở góc đó ra nữa. Mình phải dùng miếng R77 vô, tại nó cứng quá do rửa xe kia rồi. Bên đây cũng có một con tương tự như vậy. Rồi.
tiếp tục thôi. Đây bạn, giờ chỗ này là phải xoay từ từ, nên là mình đã thiết kế ra một con ốc tán vô trong đây để mà mở như vậy cho nó nhanh. Do đây là góc khuất hơi khó mở. Tương tự bên đây cũng vậy luôn. Bây giờ mình làm clip cho nên là thao tác mở nó hơi chậm một xíu. Cái quá trình mà tháo lắp cái bộ khung này á, như mình là mình không có chuyên nghiệp như thợ thì ra mình tháo lắp được khoảng 45 phút là chậm. Khung bơ ga GV dành cho KTM Duke thì nó có 9 vị trí ốc cơ bản để mà mình tháo lắp cái khung ra khỏi cái xe, đó là 1, 2, 3, 4 và vị trí này ở đây 5, bên kia cái là 6 và mấy dưới đây 7, 8, ở đây một con nữa là 9. Thì con số 9 á là dùng cho cái dây này nè, các bạn thấy được cái dây không, dây đèn đuôi. Cái đèn đuôi này là cái phụ kiện mình lắp thêm để mà nó báo đèn thắng. Lý do là mình lắp thùng thì cái ba ga nó che đèn bớt rồi, vẫn thấy được đèn nhưng mà phải xe sau phải cách xa xe trước thì mới thấy được. Và mình sẽ phải tháo cái dây của cái đèn đuôi ra. Lôi dây điện nè mới thấy được. Mình thì mình tháo ra tháo vô nhiều lần rồi cho nên là mình cũng rành và biết cái vị trí của những cái đèn này nó nằm ở đâu rồi, chỉ còn móc ra đeo gắn thôi, tháo ra thôi. Nó hơi khuất một tí nên là mấy bạn cần phải kiên nhẫn để mà tháo cái dây đèn đuôi của mình ra. Đây các bạn, thì nó gồm hai sợi nha bạn. Mình tháo ra. Rồi, sợi màu đen này á là của đèn GV. Còn hai cái màu trắng này đó là lúc nãy gắn vô sợi đen á là để kết nối đèn GV với lại đèn thắng sau. Còn đây á là sợi trắng đèn xe. Mình sẽ gắn lại cái đèn xe lại. Ok, thế là xong. Chờ nhét mọi thứ vào. Gom gọn cái dàn dây điện này các bạn. Đây là cái bộ bơm bánh xe mình câu trực tiếp vào trong bình. Thì khi nào mình xài mình mới mở ra. Ở đây là dây đèn đuôi. Bây giờ thao tác tiếp theo là mình sẽ banh cái dàn nhựa ra nè để mà lấy sợi dây ra. Các bạn dùng vít ba ke nha các bạn. Ở đây Dũng có một cái lỗ đã khoét trước để mà mình nông sợi dây. Thì yêu cầu là mình phải làm thao tác nhẹ nhàng chứ không sẽ bị cấn phạm vào cái sợi dây đèn, nó làm đứt dây đèn. Mình phải dời dây đèn xích qua một tí để cấn dây. Không có gấp rút được nha bạn. Khi mình gấp á, mình sẽ làm cấn đứt sợi dây đèn sau của đèn GV. Cho nên đòi hỏi là phải bình tĩnh và từ từ thao tác. Chi tiết này là khó nhất trong cái việc mà tháo cái ba ga sau ra. Nếu như bạn nào có gắn đèn thì nó hơi lâu với cái chi tiết này thôi, còn nếu mà không gắn đèn thì nó lẹ. Đây, mình đã lấy được giác ra rồi. Ok, xong. Ổn rồi. Và cái
dây đèn cũng không bị cắn bị dập gì hết. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ lắp lại con ốc ba ke đó. Để cho nó ốc cái dàn nhựa đuôi vào. Đây bạn, đây là sợi dây. Chỉ như đây thôi mà mất thời gian nhiều nhất luôn. Mình lại tiếp tục mở cái ốc ba ke ra. Hồi lần đầu tiên á, mình mở cái dàn khung này ra đó, nó mất nhiều thời gian lắm, là do mình không có kinh nghiệm. Rồi mình không có nghĩ tới việc là nó sẽ bị ra ten ốc như các cái khi mà mình rửa xe, cho nên là mở rất là lâu. Thì về sau á, mình mới bắt đầu mua RV7 về mình xịt vào. Và những lần sau á, mình nó rành hơn, nên mình làm mình biết mình đang làm cái gì, nó lẹ làng hơn. Rồi, tiếp theo là mở luôn cái này ra luôn. Kiểm tra lại trước khi kéo cái ba ga ra khỏi xe. Các bạn làm nhớ cẩn thận các bạn, không khéo là sẽ mất đi ốc đó. Đây là ốc pin của xe. Xong giờ bước tiếp theo là mình phải khéo tay, tại vì nếu mà mình làm không khéo thì sẽ bị chạy xe và gãy đèn xi nhan sao của xe. Rồi, ok. Mình sẽ gom cái này lại mình cắt. Giờ chỉ còn có gom gọn cái bên xe. Thì đây là bốn cái cục chêm để cho cái dàn nhựa nó không bị gãy khi mình lắp ba ga vào. Và cái này là mình sẽ đem cắt. Cái này nó nói chung bộ với lại cái ba ga GP của xe. Rồi mình là tiếp tục lắp ba ga vào nha các bạn. Thì ở ba ga là nó có luôn cái cục chêm đó rồi, cho nên bốn cục chêm kia mình sẽ cắt đi. Lúc mình tháo ba ga ra, mình lấy cái này á, là cái này mình đã bỏ sẵn ở trong bao rất là kỹ để cho nó không bị chảy. Rồi bây giờ khi mà gắn vào cái xe nó vẫn lại trở lại hiện trạng như zin ban đầu. Thì ngay vị trí này các bạn, nó có độ rơ từ đây. Thế nên mình sẽ canh làm sao cho hai bên nó đều nhau, nó đẹp thì là ok. Không siết chặt hết nha các bạn, mình siết có độ rơ để mình còn canh lại hai cái bát hai bên nhau đều. Khi mà mình nắm xe mình kéo á thì mình gịch ra, cho nên giờ mình sẽ canh là mình canh ra luôn cho nó đều. Này, nó có độ rơ. Ok. Không để đụng vô cái nhựa đuôi nha bạn, cho nó có độ hở ra thì mới đúng của nó. Giờ mình siết chặt luôn. Siết thì cũng siết vừa chứ không siết chặt lắm. Tại vì nếu mà siết chặt lắm á, thì mình sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó bị hư cái ron lục giác.
Ok bạn, vậy là xong cái phần tháo ba ga đuôi ra rồi. Mình bày đắp yên lại. Đây các bạn, bốn cục chêm này á là của Givi, và hai con ốc này là nó nằm mé dưới gầm của cái ghi đông sau Givi. Thành ra khi mình tháo ra là nó rời bên ngoài. Bây giờ mình phải cất cho kỹ, nó đủ bộ sau này mình lắp lại được. Ok các bạn, ở hai vị trí này các bạn, lúc nãy mình tháo cái ba ga Givi ra đó thì nó cho đó nó trống. Thành ra bây giờ mình phải lấy ốc zin của xe mình lắp lại cho nó sạch sẽ chỗ đó, khi mình đi á thì cái về sau nó không bị bụi bùn văng lên, nó làm xét cái lỗ đó, sau này mình không gắn được cái ba ga vào. Đây là hai con ốc zin này bạn, còn đây là hai con ốc lúc nãy mình nói đó, nó là bên cái ba ga Givi, thì mình dùng khóa 10 để mình gắn lại chỉ vị trí đó. Mình lắp ốc zin lại nha bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng có siết chặt quá, nếu mình siết chặt quá đó thì nó tan xét thì mình cũng mở nó khó lắm. Nó vừa đủ thôi để mà khi mà đi xe nó rung nó không có bị rớt mất ốc là ok. Ok, vẫn còn cái sự nhẹ nhàng của con ốc đó, nó không có đến nỗi là quá cứng. Thưa với các bạn, thì để tháo được cái ba ga Givi này ra đó thì mình sẽ dùng các món đồ nghề như sau. Thứ nhất là một cây vít ba ke để tháo con ốc ngay vị trí lắp dây đèn vào. Thứ hai là một cái khóa ống điếu 10 và một bộ đồ nghề lục giác. Cái đầu tiên mình sử dụng trước khi mình tháo ốc này kia ra là mình sẽ xài chai RB7 để mà cho nó ra hết cái tan xét, làm cho ốc nó nhẹ hơn, mình dễ tháo ra. Ok các bạn ơi, thì quá trình tháo lắp cái ba ga sau của xe của Dũng ra cũng đã xong. Từ một chiếc xe KTM Duke mình đi với dạng Adventure 3 thùng, thì bây giờ mình đã đổi thành cái dạng Snack và thêm một option nữa cho xe, đó là mình có thể lắp cái túi sau vào đây bằng cách là mình sẽ cột cái sợi dây này lại lại thêm một cái option mới cho xe. Đam mê xe thì mình luôn luôn trang bị cho xe những cái món đồ cần thiết cơ bản. Còn xe riêng của mình thì mình chỉ lắp cái bô AK thôi, mình không có làm thêm cái gì để mà độ công suất của xe, công lực của xe hết. Ok các bạn, thì clip đến đây mình xin phép được dừng, sẽ gửi đến các bạn những cái clip tiếp theo nó hay hơn. Mong các bạn hãy ủng hộ Dũng, like và subscribe kênh của Dũng để Dũng có thêm động lực nha các bạn. Sẽ cố gắng làm sao để có thêm những cái clip hay hơn gửi đến các bạn. Xin chào và chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong những ngày sắp tới. Bye bye các bạn. Khoan, điều cuối cùng đó là các bạn cần phải kiểm tra xem cái đèn đuôi là khi mà gắn dây điện lại nó có hoạt động tốt hay không nha. Đây, tập thắng. Đấy, các bạn thấy sao? Ok chưa? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Bye!